chưa ra tháp Eiffel mà. Đi có thể cái tháp kìa. Chúng mình quay ra kia. Đẹp quá người ơi. Đây là trung tâm thành phố của Paris. Rất là đẹp luôn. Rất là xinh. Rất là đẹp. Cái cầu đẹp lắm. Ở đây là nước Pháp. Đẹp lắm. Giờ chúng mình đi ra tháp Grand. Tháp nào? Tháp nào nè? Đó, tháp Grand đó. Chúng mình mới đi qua sao? Tháp Grand mình mở chưa? Đi chưa? Đi. Đi qua tháp Grand đi, đi qua tháp Grand đi. Cầm cầm chồng. Cầm đường nó giật sao trời. Không chồng. Đi nha. Lên xe. Hello mọi người, lên xe thôi. Bầu trời bình yên. Đi thôi. Anh vô trước hả? Ok. Bên đó giờ là mấy giờ nè ta? Bên đây bên giờ mấy giờ là? Bên đó giờ 8 rưỡi. Bên đây giờ 8 rưỡi. Ý. Bên đó 8 rưỡi. Việt Nam đang ở đây nè, ở đây. Ở đây 3 rưỡi. 3 rưỡi chiều. Chết người không vô. 3 giờ rưỡi chiều. Ngồi đây nè. Nó bự dữ gì nè Phương, ông Phương. Bây giờ đang 3 rưỡi chiều nha mọi người ơi. Chị phì nhiêu quá mà biểu nhét vô đó không vừa. Nhét vô không vừa. 3 rưỡi chiều. Đang ở Paris. Cái mông giờ đang đi qua tháp Tren, sau đó đi shopping. Mấy nay hát không có đi chơi được, hôm nay bây giờ mới nào mới rảnh rỗi đi chơi nè. Chín gọn chắc luôn. Hẹn ngày mai đi. Con nghe gì chín? Hẹn ngày mai nha, hẹn ngày mai giờ mình đi chơi. Dạ, được chơi chín. Okay. Mọi người ơi. Dạ đông. Ở bên đây 3:30. À, ngày mai đi chơi nha chương trình, ngày mai hẹn với cô chú gì? Cái gì chú Yên nữa. Chú Yên, ngày mai chú Yên chờ con vô chương trình hay sao á? Không, ngày mai có gì chương trình nam mình đi. Hoặc là chương trình chờ shopping. Con đi chơi đi shopping này nọ. Ừ. Chú Yên ngày mai mới nghỉ, bữa nay còn làm. Đúng rồi, ngày mai hẹn chú Yên ngày mai rồi. Thì để con chưa đang lên Facebook stream, đang đi tìm ra chưa? Đang đi gì? Đang đi thắp Grand. Con Yên nó đâu có Facebook đâu. Dạ dạ dạ. Nè, đang ngồi trong xe giường. Nói với Facebook của vợ chiều chú Yên. Live stream. Ủa thấy đâu rồi ta? Đang thấy. Đang đâu đang? Đang Phương. Dạ. Dạ, đang live stream. Chào cả nhà. 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 Nếu tội nghiệp thí quá vậy, bên đây chiều 3:30 à. Ai tội nghiệp mình vậy? Hả?
đâu có. Đúng quá, leo nhìn không thấy. Anh Liên Hoàng thì xấu quá nha, ngày hôm qua không có đi nha, không có đi ủng hộ chương trình nha. Mang kính vô đi. Nghe ai nói mà suối mèo bật gỡ kính ra vậy? Nói gì đó. Mọi người muốn nhìn mình không thấy kính. Cảm ơn mọi người nha. Chạy ẩu với tay hả? Không có trang điểm. Chị đang ở Pháp em ơi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Máy lạnh sao mình không mở máy lạnh xíu đi. Ở ngoài vô lạnh thấy bà. Mở ra cho nó thoáng mát. Em mở cửa đi cho nó thoát. Cửa mình đó mở được, đâu chỉ có người trước mở được thôi à. Hôm qua tự nhiên cái máy mà nó không quay, mà quên luôn. Đang đi thăm friend. Rau ria tùm lum này chưa kịp cạo luôn nè. Tóc tai bù xù mọi người. Tí nữa xong về nhà nằm ngủ. Giấc. Cái tháp. Trời. Cái tháp nè. Nhưng mà điền nào vô chị? Vô trong kia nhưng mà chưa phải đánh cái dòng lớn lắm tại nó đang đang sửa chữa hả chị? Đang sửa chữa. Giờ muốn đứng chụp từ đây đi bộ qua kia không? Vì tôi chạy xe qua kia tôi đậu. Là sao chị? Nó lên bên đó nó chụp qua đây. Đúng rồi, đứa này chụp qua thôi được rồi, đâu cần phải đứng gần đâu. Đúng
Nó thấp tao dễ sợ luôn. Ờ đứng bên kia chụp qua được. Mấy người nó lên trên đó, nó chụp qua. Được rồi, đó chụp qua được rồi. Quốc lên ấy áo là gì ngoài lên nó lên đây nó chụp qua này nó đâu qua nó cầm đi ta đã tới tháp rồi. Bye bye mọi người nha, bye bye mọi người, chúc một buổi chiều niềm vui và hạnh phúc nha, bye bye. Bây giờ Khánh Chi chụp hình nha.